Hello, chào mừng cả quý anh chị và các bạn đến với chương trình lọc cổ phiếu đầu mỗi phiên, và hôm nay là ngày 14 tháng 8, là phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới. Thì chúc anh chị có một ngày mới giao dịch tràn đầy năng lượng và một tuần mới giao dịch thành công. Rồi, và trong cái chương trình lọc cổ phiếu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi về hai nội dung. Thứ nhất đó là phân tích nhận định và thị trường, và thứ hai đó là tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện nay các anh chị nha. Như vậy thì cuối tuần vừa rồi thì diễn biến của thị trường thì cũng đã có một cái cú quay xe rất là nhanh chóng. Sau khi mà thị trường giảm điểm mạnh vào phiên sáng thì sang đến cuối phiên chiều thị trường đã được đảo chiều mạnh, và từ các cái nhóm cổ phiếu như nhóm bộ không thể bỏ qua được, đó là bộ số của chỉ số VIX đó, và các cổ phiếu như nhóm thép rồi nhóm bất động sản như là đất xanh, và đặc biệt cả nhiều cổ phiếu của nhóm ngân hàng, sau cái sự rung lắc của phiên sáng thì đến phiên chiều cũng đã có cái sự rút chân hồi phục. Thì đấy là những cái diễn biến chính ở trong cái phiên giao dịch cuối tuần, và đã giúp cho VN-Index sau khi mà áp lực giảm về ở cái vùng 1213 thì đã nhanh chóng đã có một cái cú hồi phục trở lại. Như vậy thì so với cái đánh giá trước đó của Thái Lê thì thị trường sau khi hồi về điểm thấp nhất đó là cái vùng 1207 thì thị trường sẽ có những cái nhịp hồi trở lại ở các cái ngưỡng đó là 1227. Tuy nhiên thì cuối phiên vừa rồi thì thị trường cũng đã hồi phục và vượt qua cả cái vùng 1227. Như vậy thì trong ngắn hạn thì thị trường đang có những cái chiều hướng là tích cực hơn. Tuy nhiên thì Thái Lê cũng đánh giá là đây là một cái nhịp hồi phục, và sau khi điều chỉnh về ở quanh cái vùng khách sạn thì cái nhịp hồi phục đây sẽ là một cái nhịp hồi phục và T cộng rất là nhanh. Do vậy nên là đây không phải là một cái điểm mà để cho chúng ta có thể kinh doanh với một cái tỷ trọng cao. Các anh chị hoàn toàn có thể đặt các cái điểm mua và giao dịch, nhưng mà tỷ trọng của chúng ta hiện nay cũng nên hạn chế, bởi vì hiện nay đây vẫn đang là một cái vùng tích lũy đỉnh, cái rủi ro vẫn đang khá là cao. Và đây là thời điểm mà cái ngày thứ ba thì đã bắt đầu khuyến nghị các anh chị bán hạ tỷ trọng, và thời điểm hiện nay chúng ta chỉ nắm giữ với một cái tỷ trọng khoảng 30%. Thái Lê đánh cho là đó là cái sự hợp lý để chúng ta vừa cảm nhận được thị trường mà vừa có thể không bị tâm lý hay không bị FOMO trong cái quá trình theo dõi thị trường các anh chị nha. Trong cái cuối tuần vừa rồi thì chúng ta có các cái cổ phiếu như DDG, HDA hay CTG, đều những cổ phiếu đó cũng đã có những cái cú điều chỉnh nhẹ về các cái vùng giá để chúng ta chờ mua được. Và liệu hôm nay thì có cổ phiếu nào đây? Về trước tiên thì về đánh giá thị trường, nếu mà trong ngày hôm nay thị trường đóng cửa tiếp tục nằm ở cái ngưỡng đó là trên 1225 đến 1226 trong phiên ngày hôm nay thì khả năng rất là cao các phiên giao dịch như ngày thứ ba và ngày thứ tư thì VN-Index có thể vẫn duy trì được tiếp tục một cái nhịp tăng và có thể quay trở lại test ở các cái vùng đỉnh vừa rồi như là 1240 đến 1241. Tuy nhiên thì đây vẫn sẽ là một trong những cái nhịp mà không phải là thị trường có cái đà tăng mạnh mẽ, giữ được cái nhịp mà cần phải có những sự rung lắc tiếp tục ở trong cái thời gian sắp tới. Tuy nhiên thì khi mà VN-Index ở đây giữ được cái nhịp trên 1225 đến 1226 ở trong chiều phiên nay thì có thể mở ra một số cái cơ hội để các anh chị có thể kinh doanh được cho ít nhất là T2,5. Còn ngược lại, các anh chị lưu ý nếu mà VN-Index đóng cửa quay trở lại ở dưới cái vùng 1225 thì các anh chị nên thận trọng, và có khả năng cao là trong phiên ngày mai VN-Index lại quay trở lại sớm, quay trở lại cái nhịp điều chỉnh, quay trở lại cái nhịp điều chỉnh. Rồi, thì đấy là về góc nhìn của VN-Index thời điểm hiện nay các anh chị nha. Và chúng ta sẽ chạy luôn cái bộ lọc. Okay. Lướt quay trở lại về VN Index, đây là một cái nhóm mà có sự chủ lực chính ở trong quá trình giao dịch hiện nay. Và các chị lưu ý đối với nhóm cổ phiếu VN30, đối với cái nhóm cổ phiếu VN30 thì thời điểm hiện nay chúng ta sẽ lưu ý chỉ tập trung vào ở các cái nhóm cổ phiếu. Ở cái nhóm cổ phiếu mà VN30 thì thời điểm hiện nay chúng ta sẽ thấy là cái nhịp điều chỉnh của VN30 thì không còn về sâu như ở các cái vùng 1205 hay 1207, mà VN30 chỉ giảm về ở quanh cái vùng 1222. Sau đó đã có một cái cú hồi phục trở lại. Nhìn ở trên cái đồ thị thì
VN, nhóm VN30 thì vẫn đang còn có một cái dư địa để tăng lên như là một vùng 1266. Do đó nên là trong cái giai đoạn này nếu anh chị kinh doanh thì tham gia vào ở các cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ở trong rổ VN30 thì vẫn đang đưa lại được một cái đà tăng và một kỳ vọng là tốt hơn. Rồi, như vậy chúng ta cũng đã có một cái bộ lọc nhìn có vẻ là số lượng cổ phiếu khá là ít đúng không? Số lượng cổ phiếu không được nhiều cho lắm. Và trong cái quá trình theo dõi, các chị hãy giúp Thái Lê ấn like và subscribe kênh YouTube của ITP các chị nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Và các chị có các câu hỏi thì cái hay là cơ cấu vô lại danh mục, các anh chị cứ chụp và gửi trực tiếp qua cái tin nhắn của Zalo. Phải nói là diễn biến của thị trường thời điểm hiện nay để tìm kiếm các cái điểm mà gia tăng tỷ trọng hay là mua mới là cực kỳ là khó khăn. Thời gian vừa rồi thì chúng ta đã kiếm được một cái mức lợi nhuận rất là tốt và đã đưa ra những cái quyết định bán chốt lời từ thứ ba đầu tuần. Nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì Thái Lê vẫn khuyến nghị các chị chỉ duy trì ở cái mức tỷ trọng thấp. Nên là cái nhịp bật tăng này cũng có nhiều anh chị quan tâm và lo lắng về thị trường là sẽ thu hút lực cầu và tăng mạnh. Nhưng mà góc nhìn của Thái Lê thì thị trường vẫn chưa đến cái điểm đấy mà nó vẫn đang còn trong một cái giai đoạn là sẽ sideways tích lũy. Cơ hội thì các anh chị kinh doanh T cộng thì vẫn sẽ luôn luôn là xuất hiện, vẫn có các cái cơ hội để xuất hiện, nhưng mà đối với cái việc mà giải ngân lớn ở những cái vùng điều chỉnh sâu thì chúng ta hoàn toàn là chưa có. Rồi, ok. DDG, ok, DDG là một cái cổ phiếu vẫn đang ở một cái vùng mua anh chị này. Đó, 9.5 này. Hôm trước cũng cho điểm mua rồi, tuy nhiên thì hôm nay các anh chị mà kinh doanh anh chị vẫn mua được ngay từ đầu phiên đó. À, như cổ à đây chứng nghị quỹ. Đường Quảng Ngãi. CVN, Vina, Vinam cũng tích lũy ở vùng hỗ trợ 4.41. Tỷ trọng hơi thấp nên là Thái Lê sẽ không khuyến nghị ở cổ phiếu đấy. Ồ, căng ha. Ít mã nhỉ. Trong cái bộ lọc thì không có xuất hiện ở cái nhóm min kép, là cái nhóm mà có thể ngồi nghĩ được các cái điểm chờ mua. Thì lại không có những cái nhóm cổ phiếu đấy nên cũng khá là khó để cho chúng ta có thể lọc được. Đây một cổ phiếu gì đây? Pow. Ok, Pow cũng là cổ phiếu mà cái vùng hỗ trợ mạnh của nó là ở vùng 15 13.55. Bao 13.55 thì đây là cái vùng hợp lý để các anh chị có thể kinh doanh được cái cổ phiếu này đó.
TDN này hỗ trợ cũng mạnh này. Nhà thanh khoản này nó lại khá là thấp. Như vậy là ngày hôm nay cái chương trình lọc của chúng ta chỉ có hai mã để các anh chị có thể tìm kiếm những cái cơ hội, và cái điểm mua của nó cũng khá là gần. Điểm mua cũng khá là gần. Thì cách có trên dưới 1%. Nếu các anh chị kinh doanh thì các anh chị hoàn toàn có thể mua ở cái vùng hiện nay luôn. Các anh chị có thể mua ở vùng hiện nay luôn. Như vậy thì ở trên đây là cái đánh giá nhận định về thị trường cũng như là góc nhìn về chương tổng thể về quá trình lọc cổ phiếu. Chúc quý anh chị và các bạn có một tuần mới tràn đầy năng lượng và giao dịch thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp.